Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tóm tắt phim hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ phim vô cùng thú vị. Vấn đề tình dục luôn là chủ đề rất nhạy cảm, thậm chí còn có thể bị trừng phạt cực kỳ nặng ở thời xưa. Hãy cùng mình tìm hiểu thông qua bộ phim này nhé. Câu chuyện kể về cuộc đời của Mark Quy, một nhà văn vô cùng nổi tiếng của thời đại, nhưng hiện tại ông đang bị giam lỏng ở một nhà thương điên trong thành phố. Lý do là vì ông ta thường xuyên sáng tác những tác phẩm mang đầy tính dục vọng. Người ta đồn rằng ông mắc căn bệnh về thần kinh nên phải để ông ở đây và điều trị căn bệnh. Dù cho như vậy ông ta vẫn có thể gửi bản thảo của mình ra ngoài, bằng cách truyền tác phẩm ấy cho madeleine cô hầu gái lại đem những bản thảo ấy ra cho một anh chàng phía nhà xuất bản cứ thế những tác phẩm mang hơi hướng gợi tình đã được lan truyền khắp cả nước mọi người đều rất thích thú về thể loại văn học mới lạ này nhưng không lâu sau những xuất bản này đã được truyền tới tai hoàng đế ông ta cảm thấy đây thật là một nỗi hổ thẹn tức giận ném ngay cuốn sách vào trong đống lửa dù ông muốn ra lệnh chém đầu tác giả này ngay lập tức nhưng đám cận thần lại can ngăn ông rằng nếu như bọn họ bao dung và chữa trị cho một nhà văn nổi tiếng như ông ta tiếng thơm của hoàng đế sẽ vang danh sử sách đời sau vậy là hoàng đế đã sai roi ơ đi giám sát hoạt động tại nhà thờ kia người mà nổi tiếng với những biện pháp tra tấn dã man tàn bạo quay trở lại nhà thương niên Madeline đang đọc tác phẩm của mắc quy một cách hào hứng đám bạn bè của cô ấy cũng vô cùng thích thú một ngày khác khi Madeline đang đi đổi ga giường mới lúc này mắc quy đã nắm lấy tay của cô muốn cô vào trong này cùng với mình cô nàng lưỡng lự hồi lâu rồi cũng quyết định vào trong phòng ông hôm nay mắc quy cũng đã chuẩn bị sẵn một tập tác phẩm mới nhưng ông ta lại ra điều kiện để có được nó mỗi trang giấy cô phải hôn ông một cái là một người hâm mộ trung thành của mắc quy cô nàng đành phải đồng ý với điều kiện của ông nhưng càng được đà thì mắc quy càng lớn tới ông ta còn bắt cô phải ngồi lên đùi của mình sau đó thì tha hồ vốt ve cô nàng trẻ trung kia cuối cùng madeline cũng không chịu được nữa cô đứng bật dậy cho ông một cái tát và bỏ đi tình cờ lúc này cha sứ abe nghe được những tiếng kỳ lạ liền đi tới cảm thấy bất ngờ khi có sự xuất hiện của madeline ở đây cô nàng cũng ngại ngùng vội vã bỏ đi trong khi đó một chiếc xe ngựa đang lao băng băng tới nhà thương điên ấy quý ngài roi cũng có mặt để đánh giá hoạt động ở nơi đây nhìn qua khe cửa căn phòng của mắc quy bọn họ vẫn đang tập luyện rất chăm chỉ cho vở kịch sắp tới sau đó do đưa ra cuốn tiểu thuyết mới xuất bản của mắc quy cha xứ abe cảm thấy vô cùng bất ngờ với chuyện này anh cũng không ngờ rằng khi mà bị canh giữ như vậy lại có thể để lọt những sáng tác của mắc quy ra ngoài royde đe dọa sẽ đóng cửa nhà thương niên này nếu như cha xứ không thể giữ ông ta được yên ngay lập tức abe lao đến chỗ của mắc quy tức giận vì ông ta đã lén lút làm chuyện đó sau lưng mình mắc quy thì vẫn một mực cho rằng những tác phẩm của mình mang đầy tính nghệ thuật cha xứ bảo rằng họ có thể sẽ phải đóng cửa nơi đây nơi ở và sinh hoạt của rất nhiều người vì vậy anh mong rằng mắc quy sẽ hợp tác với mình một ngày khác khi cha xứ đứng ra tổ chức một bữa tiệc lớn và mắc quy cũng đang tất bật chuẩn bị một vở kịch nhưng có điều ông ta đã thay đổi kịch bản ở phút chót bọn họ đã trình diễn một tác phẩm mang hơi hướng gợi tình khán giả bên dưới cười đùa một cách thích thú khi này madeline đang đứng từ bên cánh gà theo dõi bỗng nhiên tên béo đã từ từ tiến tới hắn ta định sẽ dở trò đồi bại với cô gái trẻ may thay cô đã vớ được đồ hàn nóng cho hắn ta một bài học nhớ đời lúc này tên béo kêu to kéo đổ cánh gà cha xứ vội vàng lao tới xem xét anh khẽ ôm Madeline vào lòng an ủi cô gái trẻ. Buổi tiệc ngày hôm ấy cũng đã kết thúc tại đây. Rồi ở ra về trong sự hàn học, ông ta ép buộc cha xứ phải hành động mạnh tay hơn nữa. Nếu cứ để mắc quy tuyên truyền tình dục như vậy, thì ông ta sẽ cho người đóng cửa nhà thương điên này. Cha xứ bé lúc này cũng không tài nào chịu nổi mắc quy nữa. Anh vào phòng ông ta và lấy hết đi bút lông cùng khiên mực. Từ giờ mắc quy sẽ không thể tuyên truyền văn hóa phẩm đồ trị nữa. Khi này ông ta lại định mua chuộc cha xứ, nói rằng có thể sai khiến Madeline dễ dàng. Ông sẽ giúp cho hai người có một đêm vui vẻ. A càng cảm thấy sỉ nhục hơn anh tức giận đi thẳng không thèm nhìn lại sau đó vợ của mắc quy đã tìm đến thăm ông bà đã mang cho ông ta rất nhiều thứ mà ông ta yêu cầu nhưng khi hỏi đến khiên mực và bút viết bà không thể đưa cho ông mắc quy tức giận tát cho bà một cái sau đó liền đuổi vợ của mình đi ông cho rằng bà không thương yêu chồng không hiểu cho nỗi lòng người bị giam ở đây vợ của mắc quy liền tìm đến chỗ của Joyer bà muốn ông ta đối xử nhẹ nhàng với chồng mình hơn lúc này Joyer cũng thể hiện bộ mặt cáo già của mình ông ta nói rằng nếu vậy bà phải chi trả một khoản lớn để hạn chế chồng bà mỗi khi ông ta phạm lỗi trong khi đó mắc quy vẫn đang buồn bực khi không được sáng tác nhưng càng cấm đoán con người càng nghĩ ra cách lách luật ông ta sử dụng rượu để thay cho mực con giấy chính là ga giường của mình hôm sau khi Madeline đến thay ga giường ông ta lại lén chuyển ra cho cô nàng đêm hôm đó cô gái trẻ thay ông ta viết lại tác phẩm lên giấy nhưng một khi những câu chuyện ấy được phát hành rộng rãi Joyer cũng đã phát hiện có điều bất thường nhìn những tấm ga giường chứa đầy những vết chữ ông biết rằng Madeline chính là người tiếp tay cho mắc quy lúc này cha xứ cũng cho người vào phòng của ông ta buộc mắc quy phải từ bỏ mọi đồ đạc trong phòng nhưng càng làm thế ông ta lại càng nảy ra những ý tưởng điên rồ hơn. Mắc quy lấy chính máu của mình để sáng tác chuyện. Sáng hôm sau, Madeline lại bị ông ta dụ dỗ vào phòng của mình, Mắc quy cho cô thấy tác phẩm mới của mình. Lần này ông ta đã sử dụng chính bộ quần áo để làm giấy viết. Nhưng chuyện Madeline vào phòng của Mắc quy đã bị người khác nhìn thấy, cô ta lên tiếng chỉ trích Madeline. Lúc này Mắc quy tranh thủ lúc họ không để ý mà lao ra ngoài. Ông ta nhảy múa họ reo trên bàn ăn rất vui vẻ. Được một lúc thì đám người của Joyer cũng kéo đến, họ đã bắt nhốt ông ta lại trong phòng. Cha xứ lúc này đi vào phòng của Mắc quy anh yêu cầu ông ta cởi toàn bộ quần áo ra không thể để những tác phẩm đồ chuyện này lan truyền đi được nữa cùng lúc đó madeline đã bị bắt và cha tấn công khai trước mặt mọi người may thay cho cô cha xứ abe cũng lao đến để giải cứu nhưng anh không muốn cô tiếp tục xa vào vũng lầy này abe quyết định sẽ gửi cô đến một nơi khác đêm hôm ấy madeline không ngủ được cô lại đi ra ngoài hành lang tiến vào phòng của cha xứ kỳ này cô nàng bày tỏ mong muốn ở lại nói rằng cô thuộc về nơi đây sau đó madeline định làm chuyện ấy cùng cha xứ dù có tình cảm với cô nhưng abe vẫn đẩy cô ra nghĩ rằng điều họ làm là sai trái đến khi cảm thấy hối tiếc định đuổi theo thì cô ấy đã đi mất rồi hôm sau anh định gặp madeline để xin lỗi cô nhưng cô chỉ nói anh ghét tác phẩm của mắc vì dục vọng trong anh phải không nói rồi cô bỏ đi mặc cho abe đầy nỗi lòng ở lại trong khi đó mắc đang bị tra tấn theo cách của roi hắn ta tỏ ra vô cùng khoái chí khi trừng phạt được ông nhưng có điều roi không ngờ được rằng cô vợ của ông ta lại rất ưa thích thể loại chuyện này sau khi đọc xong cô ta còn tán tỉnh anh chàng kiến trúc sư bọn họ đã tranh thủ lúc roi không có nhà làm những chuyện vô cùng đáng xấu hổ một ông già thì sao có thể hứng thú như chàng trai trẻ khỏe này chứ vừa trở về nhà thấy bức thư của vợ để lại ông ta cũng tìm thấy tác phẩm của mắc quy ông liên tiết xé nó ra làm nhiều mảnh ngày hôm sau khi madeline đến thăm mắc quy bộ dạng ông ta lúc này vô cùng tiều tụy khổ sở cô gái trẻ nói rằng mình sắp sửa bị gửi đi nơi khác và cô hy vọng ông ấy có thể kể cho mình nghe một câu chuyện cuối cùng nhưng rõ ràng lúc này họ chẳng có không gian hay thời gian để làm chuyện đó vậy là ông ta hẹn với madeline rằng tối nay hãy chuẩn bị sẵn đầy đủ giấy mực ông sẽ để lại cho cô một tác phẩm để đời Tối hôm đó khi đám lính canh gác đã ngủ say giấc những con người trong ngục tù lại đang chuẩn bị sẵn sàng họ sẽ cùng nhau thì thầm để truyền nhau câu chuyện của mắc quy những câu thoại lần lượt được thủ thỉ qua vách tường nhưng lúc này lại có chuyện đột ngột xảy ra một tù nhân bị phát cuồng vì lửa hắn ta bắt đầu đốt cháy chiếc giường của mình khói bay mù mịt cả căn phòng đám lính canh liền hô hào mở cửa cho đám tù nhân nhà thương điên bỗng trở nên vô cùng náo loạn madeline không muốn gặp phiền phức nên liền đóng cửa phòng mình lại Anh ngờ tên béo phòng bên đã phá được bức tường ngăn cách hai phòng cô gái trẻ dù đã cố chống cự nhưng không tài nào thoát được. lúc này Joyer biết được chuyện cũng lần tới tìm hiểu. nhưng nhìn thấy sự tình rồi hắn ta vẫn để mặc, coi như không có chuyện gì xảy ra. cha xứ abe tỉnh giấc thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh, anh cũng vội vàng chạy xuống đi tìm cô gái. nhưng vào đến nơi thì đã quá muộn màng. tên béo chỉ biết xin lỗi do không kiềm chế được. abe cuối cùng tìm thấy madeline đã qua đời rồi. anh đau khổ ôm cô khóc lóc không ngừng. sau đó tên béo đã bị nhốt vào bộ đồ tra tấn của joyer rồi tiếp đó ông ta bắt đầu thủ thỉ vào tai của cha xứ nói rằng tên béo ngây thơ kia đều bị những lời lẽ của mắc quy làm mê muội a bé lúc này đau buồn chẳng nghĩ gì chỉ làm theo lời xúi dục kia cuối cùng mắc quy đã bị rút lưỡi của mình đi đêm hôm đó cha xứ a cũng không ngủ được tự dùng roi đánh mình để chuộc tội với chúa rồi anh tìm đến chỗ của madelin khóc lóc vô cùng thảm thương hối hận vì đã từ chối cô gái sau đó anh bỏ mặc tất cả kéo lớp phải ra mê mưa với cô ấy một trận nhưng tất cả những gì xảy ra vừa rồi chỉ có trong giấc mơ của anh lính canh đến báo anh rằng mắc quy đã viết chàng chịt lên nhà giam của mình cha sứ vội vàng tiến tới nơi đó anh thấy thương cảm nên tháo bịt miệng cho mắc quy sau đó abe đọc lời sám hối xin tha tội cho người bạn lúc này mắc quy không chấp nhận nên đã cắn đứt thành giá ông ta cũng vì thế mà qua đời một năm sau thảm kịch hôm ấy ở giờ đây đã là người đứng đầu nhà thương điên này ông ta bắt buộc đám người ở đây phải lao động chăm chỉ nhưng điều không ngờ là Joyer đang cho xuất bản những tác phẩm của mắc quy ông ta nói rằng sau cái chết của thi sĩ những cuốn sách này kiếm được rất nhiều tiền và số tiền đó sẽ phục vụ cho mục đích chung của nơi này trong khi đó Abe giờ đây lại bị giam lại trong một căn phòng. Mặc dù muốn nói lên hết sự thật, nhưng Joy không bao giờ cho phép. Bất kỳ điều gì anh nói cũng chỉ là lời của một kẻ điên mà thôi. Cuối cùng, khi bọn họ đã bỏ đi, mẹ của Madeline đã mang tới một giỏ đồ. Bên trong là giấy bút và một hộp mực. Abe từ đó có thể nói lên nỗi lòng của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm nghĩ của mọi người về bộ phim này thế nào? Mọi người đánh giá ai là người xấu trong phim này? Hãy để lại ý kiến cho mình biết nhé. <laughs>